Chưa. Hello. Chào cả nhà nha. Nay có ai không gì trời. Mới vừa chấm chắp mát mẻ đồ xong, bớt ho. Lấy cái chai xịt xịt vô họng giùm cái đi. Có ai không cả nhà mình ơi? Cái mới tắm xong, mới vừa ủ trắng xong, mới ủ trắng ủ ơ đồ xong, sao nó đi quanh kia lấy cái chai xịt xịt vô họng để cho nó bớt ho. Ho quá ho rồi, trên đây nói không nghe gì hết trơn mà ho không à. Cả nhà mình ơi, chia sẻ livestream nào, lát nữa Kim Anh sẽ tặng quà khủng khiếp luôn. Trời ơi, mới vừa xài xong cái chai này, bây giờ đập hộp cái chai này đây. Hot oil nha cả nhà. Hot oil, Kim Anh mới vừa xài hết rồi. Mới đập hộp em luôn nè. Hôm nay đập banh chành luôn, đập tùm lum tùm la luôn. Hello cả nhà. À, đầu tiên là cảm ơn cả nhà mình nha. Cả nhà mình đã ủng hộ cho Kim Anh 8 tháng 3 quá trời luôn. Nhưng mà hôm nay mình cũng chia sẻ cái livestream này để cho cả nhà mình hiểu và cả nhà mình biết thêm một cái chi tiết nữa là chương trình khuyến mãi của bên Laura Sunshine chỉ duy nhất còn có 2 ngày nữa là hết rồi nha. Không có còn chương trình nữa nha. Nghe em lộn không? Alo. Còn có 2 ngày nữa là hết chương trình rồi, cho nên cả nhà mình nhanh tay liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên nha. Kim Anh mới vừa ủ trắng xong cho nên mình trắng tươi, trắng nõn, trắng nà. Cả nhà mình ơi, Kim Anh chia sẻ đi để lát nữa Kim Anh tặng quà nha. Hôm nay cũng tặng giống như hôm trước Kim Anh livestream cùng với Lê Dương Bảo Lâm á, là có hứa là tặng bộ đôi trắng da ủ trắng này, nhưng mà rất là tiếc là hôm đó Kim Anh bận quay quá cho nên Kim Anh không có thời gian. Thì hôm nay Kim Anh có thời gian hơn, tại vì hôm nay Kim Anh ở nhà cho nên Kim Anh có thời gian hơn, thì Kim Anh sẽ tặng nha, tặng tiếp bộ ủ trắng này nha. Bộ ủ trắng này cộng hai sản phẩm lại với nhau, chai oxygen này giá là 550 nè, chai ủ trắng này nè ha, chai ủ trắng vitamin C ủ trắng nha, giá là 750. À, thì hai bộ này là tặng quà mà ba ơi, trời lội trần ơi, ông rảnh quá ha, ông rảnh quá ông comment tặng quà rồi nữa ha, để im cho tôi làm việc. À, đây cái bộ đôi ủ trắng này nha, là gồm có oxygen nè và ủ trắng vitamin C, tất cả đều là 200ml hết. Và một bộ này giá của nó là chai oxygen là 550.000, còn ủ trắng á, là giá 750. Hiện bây giờ cộng hai món này lại với nhau nó là 1.3 triệu hả? Yeah. Nó là 1.3 triệu nha. Hôm nay Kim Anh tặng quà banh nóc luôn. Hôm trước là tặng mới có ba bộ à, là đã bị offline để lo làm công việc rồi, cho nên hôm nay tặng tiếp nha. Cả nhà mình share và like giùm Kim Anh nha, để Kim Anh tặng quà tiếp. À, lâu lắm rồi không coi phim Kim Anh. Ủa, phim Kim Anh mới chiếu Lưới Trời mà. Mới chiếu Lưới Trời xong, chuẩn bị Kim Anh làm thời mở cửa chung với lại anh Phương Điền. À, hổm em nhận được nè, dùng đã cực. Ô, cảm ơn Bảo Trâm nha. Em nhận được quà rồi hả, chúc mừng em nha. Rồi, bây giờ like và share tiếp nào, để cho Kim Anh tặng quà tiếp nha. Đây là bộ đôi ủ trắng gồm có oxygen và ủ trắng da. Nó giúp cho ủ trắng cơ thể của chúng ta một cách an toàn tuyệt đối. Và dĩ nhiên là các bạn nhớ giùm Kim Anh là một tuần mình ủ từ 2 đến 3 lần để có được cái làn da đẹp nha. Làn da trắng tươi, tinh kiểu mà tinh khiết á, chứ nó không cái kiểu mà trắng kiểu trắng bệnh đâu nha. Nha, không phải kiểu trắng tẩy nha cả nhà. Và nếu như mà mình muốn là kiểu mà trắng an toàn và nó không có bị kiểu mà trắng loang lỗ mà trắng kiểu trắng ủ kem á, thì cái bộ này rất là phù hợp cho các chị em mình. Nó gồm có oxygen chiết xuất từ tảo biển và tất cả đều sản xuất tại Hàn Quốc. Và một hũ này nó tới 200ml, ủ cũng rất là lâu nha cả nhà nha. Cả nhà like và share giùm Kim Anh đi. À, cú pháp của chúng ta ngày hôm nay đó là tặng quà, Laura tặng quà banh nóc ha. Laura tặng quà banh nóc và số điện thoại của các bạn.
hôm nay banh nóc với các chị em mình luôn. Hoặc là đơn giản ngắn gọn thôi, Laura Sensei số 1 vậy đi. Cho nó dễ nha. Laura Sensei số 1 đi. Xong rồi mình ghi cái số điện thoại kế bên nha. Alo, thấy chồng thấy em không? Thấy nha, Lê Thị Kim Thoa. Cô là fan cứng, cô là lúc nào cũng xuất hiện hết, nên là tôi thấy rõ lắm nha. Mọi người like và share dùm Kim Anh ha. Và Kim Anh chia sẻ luôn, nhân dịp đợt này khuyến mãi thì chúng ta khi mua một bộ ủ trắng chúng ta sẽ được tặng một trong năm món ha. Năm món đó gồm có sữa tắm nhiều hoa nghệ tây, hoặc là tẩy tế bào chết, tẩy tế bào chết body. Cả nhà mình biết không, tẩy tế bào chết body nó rất là quan trọng. Nếu mà mình không tẩy tế bào chết body thì cái da chết của mình nó sẽ rất là nhiều ở trên trên cơ thể của mình, và như vậy thì chúng ta có dưỡng da thì nó cũng không thẩm thấu. Vì vậy cho nên cái da chết này cũng rất là quan trọng nha. Tẩy body trắng, tẩy cái body, tẩy tế bào chết nha. Và chai sữa tắm nhị hoa nghệ tây đó, mà mua một bộ ủ trắng này thôi là chúng ta sẽ được tặng một trong năm món nha. Hoặc là chai body whitening, tức là chai makeup da, mình sẽ đi đâu đó mình makeup cho da của mình đẹp lên và trắng lên nha cả nhà nha. Chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là hết chương trình này rồi, vì vậy cho nên tranh thủ mua hàng liền dùm Kim Anh nha. Cả nhà like và share đi một lát nữa. Tường Vi ơi, em ghi là Laura Sensei số 1, sau rồi có cái số điện thoại của em nữa thì bên công ty mới nhìn thấy được. Và công ty sẽ ghi ghi chữ tặng nằm trên đầu comment của người nào thì người đó sẽ nhận quà nha. Ok. Rồi, một trong năm món thì mới nói được có 3 món thôi. Ví dụ như chai make up body này ha, đi đâu mặc áo 2 dây là nó cũng có cái độ chống nắng nhất định cho các chị em mình nữa. Mặc áo 2 dây và mình make up lên cái da mình sẽ rất là đẹp. Ví dụ như Kim Anh đánh nè. Như vậy ha. Chai này là 650 nha, 600 hay 650? 650 chị. 650. Chai trắng da. Đây. Đừng có để sát mặt chị. Đây. Trời ơi, cái ánh sáng nó kỳ ghê. Bật lên nhìn chị coi. Đó. Ok. Đây, Kim Anh bôi cái này, nó có một cái make up nhẹ cho cái da của mình, cho nên là khi mà mình bôi lên á là nó sẽ đây, nó trắng mà một cách rất là tự nhiên nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Kim Anh để nè, để sát vô nè. Cả nhà thấy không? Cái bên đây nó trắng nè, bên đây nó vừa phải, tức là da của Kim Anh trắng quá rồi, cho nên là khi mà mình đánh lên á thì nó sẽ tiệp với cái da của mình và nó sáng lên rõ ràng luôn. Đây, Kim Anh đưa cho cả nhà mình coi, thấy không? Nó trắng mà nó trắng rất là tự nhiên nha. Ok, chai này 600 rưỡi. Rồi, 650, và khi cả nhà mình mua một bộ này sẽ được chọn một trong năm món gồm có xịt chống nắng giá 600. Là được tặng nha cả nhà. Rồi, trắng da, make up trắng da, body. Ánh sáng nó kỳ thiệt á. Nó có bị giật ánh sáng hoài. Đó, rồi sữa tắm nhị hoa nghệ tây nè. Mở sáng cái này lên thử coi. Hoặc là giảm xuống. Ừ, đó, rồi được. Đó, hoặc là sữa tắm nhị hoa nghệ tây, rồi body trắng da. Body tẩy tế bào chết body ha. Đây là 4 món rồi. Và chúng ta sẽ nhận một cây son giá 350. Và chia sẻ với cả nhà mình luôn là khi mà mình mua một bộ đôi này thôi nha, 1,3 triệu ủ trắng, chuyên ủ trắng được chiết xuất từ tảo biển và vitamin C. Một chai là nó một cái dạng oxygen, khi mà mình phải tẩy đi những cái tế bào chết và đưa, có nghĩa là mình làm thông thoáng cái lỗ chân lông á. Sau khi mình làm thông thoáng cái lỗ chân lông rồi thì mình tắm đi, và sau đó thì mình ủ bằng cái vitamin C trắng da này nha cả nhà. Whitening in trắng da nè. Đó, đây là một nguyên một bộ của nó nè. Khi mà cả nhà mình mua một bộ này giá là một chai, một bộ này giá là 1,3 triệu ha, thì cả nhà mình sẽ được chọn một trong năm món này. Chọn một trong năm món ha. Hai cây son lận chứ không phải một cây son nha. Sẽ được chọn một trong 4 món này, hoặc là được tặng 2 cây son. Quá trời lời luôn cả nhà mình ơi. Hoặc là khi mà cả nhà mình mua một cặp, tức là mà hai bộ ủ trắng sẽ được tặng một hộp viên uống trắng da ngừa nám. Đây, viên uống trắng da ngừa nám của Pháp nha cả nhà nha. Đó, bây giờ chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là hết rồi.
Khánh Vân, hello Khánh Vân. Cả nhà mình chia sẻ livestream đi, lát nữa Kim Anh sẽ tặng một bộ cặp đôi này luôn, 1 triệu ba luôn nha. Một bộ này về ủ trắng đã luôn. Body bao nhiêu? Nguyễn Thị Ngân ơi, body bao nhiêu là cái gì ạ? À, chai chai dưỡng body hả chị? Chai dưỡng body hot oil của bên em là dưỡng ban đêm nha. Nó là dưỡng ban đêm. Còn cái chai body mà make up ban ngày á và ban đêm đi dự tiệc á. Đây nè, cái chai body make up ban đêm đi dự tiệc là giá là 600 ngàn. Sáu trăm Ha. rưỡi chị. À 650, 650 xin lỗi, 650. Còn chai body hot oil body cream này 200 gram giá của Tám nó trăm rưỡi. 850, tại vì nó rất là nhiều dưỡng chất trong này, và khi mà mình buổi tối mình tắm rửa sạch sẽ xong mình xức cái kem body này lên, thứ nhất là nó dưỡng ẩm, thứ hai là nó dưỡng trắng, thứ ba nữa nó mịn màng, và thứ tư nữa nó rất là thơm mát, và đặc biệt là khi mình xức lên rồi là nó khô luôn chứ nó không có bị nhầy nhầy nhớt nhớt nha. Không có bị nhầy nhầy nhớt nhớt, cái này là Kim Anh cam kết luôn. Đó, giá là Giá là tám trăm rưỡi. 850 chai body dưỡng da này nha. Nó là được sản xuất tại Hàn Quốc. Và hơn nữa là khi mà mình sức lên á, cái cơ thể của chúng ta nó mềm mịn lắm, và đặc biệt á là nó hút ẩm á, nó làm cho cái ẩm da mình lúc nào nó cũng ẩm và nó mịn mượt nha cả nhà. Giá 650 cho body này nha, không 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 tặng. Cho body này là không tặng, tại đang hot hàng dữ lắm nên không có tặng. Rồi ok, nếu mà cả nhà mình mua hai bộ này tức là 2 triệu 6 nha. Thì mình sẽ được tặng một viên một hộp viên uống uống trắng da ngừa nám, hoặc là được tặng chính nó luôn. Tức là khi mà cả nhà mình mua hai bộ giá là 1 triệu 2 triệu 6 thì sẽ được tặng một bộ 1 triệu 3 luôn. Nha cả nhà. Đó, hiện bây giờ chúng ta còn có 2 ngày nữa hết rồi, cả nhà mình tranh thủ nha. Rồi ok, cú pháp của chúng ta là Laura số 1 và số điện thoại của các bạn. Laura số 1 và số Laura điện thoại. Sunshine số 1 và số điện thoại của các bạn. Nhớ Lẹ like nào. và Bây share. giờ nhớ like và share nha. Bây giờ Kim Anh sẽ tặng liền nè. Để một hồi nó bị nguội trơn nè. Rồi ghi chữ tặng nào. Ok, trong thời gian Kim Anh ghi chữ tặng, giả chế body dưỡng thể của bên Laura Sunshine giá là 850. Dạ, được sản xuất từ hot oil, tức là cái dầu ngựa đó cả nhà. Từ cái dầu ngựa, và nó rất là nhiều tinh chất, nó giúp cho cái da của mình nó rất là mịn màng và trắng sáng. Kim Anh không có make up cả nhà ơi. Không có make up gì hết, mới dưỡng da luôn á. Ủa mà hình như mình mới dưỡng có cái này à. Chưa dưỡng cái kia lên, chết rồi, nãy giờ lo nói chuyện quên. Nè, Kim Anh mới đập hộp chai mới nè. Này là cũng hot oil, nói chung một bộ dưỡng da này luôn. Cái hot oil này của bên Kim Anh nè. Đó. Trời ơi, để sát vô nó có bị cái ánh sáng á cả nhà. Nè, cái bộ hot oil này của bên Kim Anh mới xài hết một chai rồi. Bây giờ Kim Anh đang xài chai thứ hai. Hồi nãy Kim Anh mới xài cái nè, cái hũ này cũng hết trơn rồi. Hết rồi. Đó, Kim Anh chuẩn bị đập hộp hộp mới. Thì Kim Anh sẽ sức, tại vì nó dưỡng ẩm, mình ở trong máy lạnh á, với lại cái da của mình á, nhiều khi mình đi ngoài nhiều quá mình về á, mình phải dưỡng cả nhà. Mình không dưỡng á là cái da của mình nó thấy ghê lắm. Bởi vì sao nhiều người cứ nói là ủa sao Kim Anh trẻ quá, Kim Anh năm nay cũng 37 36 tuổi rồi. Ủa 36 37 tuổi rồi. Mà cái da của Kim Anh nó căng mịn đó. Thì thật sự ra mà nói là mình phải dưỡng cả nhà ơi, mình không mình sắc đẹp là của mình không lo cho mình, nếu không ai lo cho mình đâu. Cho nên mình phải luôn luôn đẹp nha. Cả nhà ơi, mình muốn nhận quà trong cái livestream này á, mình nhớ là like và share theo cú pháp là Laura Sensei số 1 cộng số điện thoại của mình nha. Rồi ok, nào, chia sẻ đi nào. Mà phải chia sẻ và like thì mới được nha cả nhà. À, xong Kim Anh đang xài là màu số 03. Đây, màu số 03 đây. Kim Anh xài đây. Màu số 03 Kim Anh đang xài nhá. Mà son này là son 350 chứ không phải là son 300 308 nha cả nhà, khác nha. Ok, ghi chữ tặng đi nào. Rồi, cả nhà mình Laura Sunshine số 1, và sau đó thì ghi số điện thoại của các bạn. Rồi, ghi chữ tặng. Chữ tặng nằm trên đầu comment của ai nào, nhớ like và share nha. Rồi, Sương Queen. Chúc mừng Sương Queen. Sương Queen đã like và share chưa? Rồi, trong thời gian bèo kiểm tra thì Kim Anh sẽ nói tiếp là khi cả nhà mình mua một bộ này ha, mua một bộ 1 triệu 3 này thì mình sẽ được tặng một trong năm món, đó là chai xịt chống nắng ha, một trong năm món chai xịt chống nắng giá 600 ngàn, hoặc chai body tẩy tế bào chết body ha, chai tẩy tế bào chết body này giá là năm trăm 550, rưỡi hoặc là chai sữa tắm được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây giá 550, hoặc hai cây son ha, hai cây son 350 một cây thì mình được tặng hai hai cây là 700
700.000. Ok. À, đó là ba món, còn một món nữa đó là cái chai chai trắng da đâu. Đây. Hoặc là được tặng một chai make up da ha, make up trắng da. Đây. Có chống nắng luôn. Giá của nó là 600.500. 650 nha, 650 cứ lộn hoài. Ok. Còn nếu mà cả nhà mình muốn mua một lúc hai bộ này để dành á thì cả nhà mình sẽ được tặng luôn một bộ nữa là ba bộ. Nó mua hai bộ sẽ được tặng một bộ. À, tức là mua hai bộ là 2.6 triệu đúng không? 2.6 triệu sẽ được tặng 1.3 triệu nữa, một bộ 1.3 triệu nữa, hoặc là mua hai bộ sẽ được tặng một cây son 350 và một hộp viên uống trắng da ngừa nám được sản xuất tại Pháp và cây son 350 được sản xuất tại Hàn Quốc. Đó, cái mình chia sẻ với cả nhà mình tranh thủ mua liền đi, tại chỉ còn có 2 ngày nữa là hết rồi, hết chương trình rồi. Cả nhà mình like và share nha. Kiểm tra coi Zoom gì đó đã like và share dạ, chưa em? Dạ, bạn đã like và share rồi chị. À, bạn đã like và share rồi, chúc mừng bạn nha. À, có nhiều người hỏi cái bộ cái mình mới xài là cái gì? Thì bộ này nó dạng như là một cái dạng abu á cả nhà. Nó một cái dạng abu là nó còn xịn hơn cả là serum nữa. Tức là khi nó là một cái dạng tinh chất đậm đặc á, cái mình gọi nó là tiếng Việt của mình gọi là tinh chất đậm đặc. Còn không á thì nó gọi là một cái dạng Apu nó là một cái dạng dưỡng da và nó là tinh chất đậm đặc, nó đưa vào trong cái làn da của mình, đưa sâu vào trong làn da của mình, nuôi dưỡng trong đó, nhưng với điều kiện các bạn phải khóa lại bằng cái cream của nó luôn. À, bộ đôi này là một bộ đôi kiểu mà nó tái tạo làn da hư tổn hoặc là nó cung cấp dưỡng chất vào da và nó nuôi dưỡng da rất là xịn sò luôn. Cái bộ này của bên Kim Anh đang hot hàng lắm, Kim Anh mới xài hết đây nè. Bây giờ cái này, cái chai này, cái hũ khóa ẩm này nè, nó cũng hết luôn rồi. Nè, Kim Anh mới vừa khui bộ mới luôn, mở ra cho mọi người coi nè. Đây, Kim Anh mới vừa khui bộ mới nè. Cả nhà, đó, Kim Anh mới vừa khui bộ mới mà tại vì thấy tiếc quá, mình còn xài chưa hết á. Gần hết thôi à. Cho nên mình phải xài cho hết. Đó, cả nhà mình thấy không? Da Kim Anh đẹp nó cũng phải có cái lý do hết nha cả nhà. Tức là khi mà mình, Kim Anh là từ xưa tới giờ là người thật việc thật, cứ là đúng như vậy là như vậy. Tức là mình sản xuất cái gì thì mình xài cái đó. Tại vì hơn ai hết Kim Anh là cái người hiểu cái sản phẩm của mình nó có những cái gì và nó tốt cho làn da của mình như thế nào. Cho nên Kim Anh lúc nào cũng xài sản phẩm của mình sản xuất chứ không xài hàng ở ngoài nha cả nhà nha. Cả nhà ơi nhanh tay like và share đi nè. Rồi ok mà. Bạn đã like và share chưa? Dạ rồi chị. Bạn tên gì quên rồi? Sương Win. Chúc mừng bạn Sương Win sẽ nhận được một bộ đôi ủ trắng da này nha. Bộ đôi này giá là 1.3 triệu và được sản xuất tại Hàn Quốc. Đây là một cái dạng oxygen thì bạn nhớ giùm Kim Anh ha, là khi mình khô người, mình để khô người nha. Rồi sau đó mình đưa cái oxygen này lên mình bôi, hoặc là bạn tắm sơ lại thôi rồi lau để cho nó giữ ẩm, để mà mình đưa cái oxygen này lên và bôi đến đâu thì nó sủi bọt đến đó. Khi mà nó sủi bọt á, tức là đây làm luôn cho cả nhà mình coi nha. Đây, khi mà bôi lên như vậy nè, đó, lấy giấy chị. Thì khi mà mình bôi lên như vậy nè, thì cái da của mình á, đó, nó sẽ đưa cái tinh chất oxygen vào dưới da. Đây, nó đưa vào dưới da để nó làm sạch bề mặt. Đây, cả nhà mình coi nè. À, nó đang sủi bọt lên cả nhà mình thấy không? Nó đang sủi bọt lên nè. Cả nhà mình thấy chưa? Thấy nó đang sủi bọt lên không? Thì mình để khoảng độ 10 phút, 15 phút nha. Mình để khoảng 15 phút để cho nó làm sạch cái lỗ chân lông. Đó. À, cả nhà mình thấy nó sủi bọt lên không? Nè. Đó. Thì khi mà nó sủi bọt lên như vậy, tức là nó đi sâu những cái tinh chất ha, nó là oxygen. Thì nó đi sâu vào trong cái tinh chất của nó đi sâu vào trong cái lỗ chân lông của mình, nó làm sạch bề mặt lỗ chân lông. Để sau khi mình oxygen nó đẩy hết tất cả những cái dơ ở dưới cái làn da của mình rồi á, thì lúc đó mình ủ trắng nó mới có hiệu quả nha các chị em mình nha. Lúc đó mình ủ trắng nó mới có hiệu quả. Thì thường á là khi mà mình để cái oxygen này trên cơ thể của chúng ta, mình cứ để gì đó, nó cứ sủi, nó sẽ làm sạch cái bề mặt và nó đưa hết tất cả những cái bã nhờn, những cái chất dơ ở dưới cái lỗ chân lông của mình đi lên thì nó sạch rồi. Sau khi nó sạch rồi đó thì các chị em mình tắm lại nha. Ê, Kim Anh làm nhanh để cho các chị em mình đỡ nóng lòng. Hello cả nhà mình like và share nha. Để lát nữa Kim Anh tặng quà tiếp nè. Hồi nãy bạn Sương Queen đã nhận được bộ đôi ủ trắng rồi, Kim Anh đang hướng dẫn nè. Rồi sau khi mà mình làm sạch rồi ha, cái sủi bọt nó đã sạch rồi, thì
thì mình sẽ sử dụng tới cái ủ ủ trắng này, nó được chiết xuất từ vitamin C liều cao và nó giúp cho trắng da cực kỳ luôn. Nhưng với điều kiện ở đây của bên Kim Anh á, là trắng da nó theo cái dạng là an toàn tuyệt đối. Tại vì bản thân Kim Anh nói thật nha, nếu mà Kim Anh tham một chút xíu á, Kim Anh cho những cái sản phẩm mà tẩy này kia nọ vào cho các chị em mình trắng nhanh trắng liền á, thì Kim Anh nói thiệt nha, Kim Anh hốt bạc luôn. Nhưng Kim Anh không làm điều đó, tại Kim Anh muốn các chị em mình đẹp nhưng mà với điều kiện là đẹp an toàn. Vì vậy cho nên Kim Anh lúc nào cũng vậy hết á, Kim Anh sản xuất những cái dòng mỹ phẩm này đều là an toàn hết. Rồi sau khi mà mình đưa oxygen vào trong da và mình tẩy đi những cái bã nhờn và cái bụi bẩn ở trong 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 da của mình rồi á, thì mình mới bắt đầu mình tắm cái oxygen đó đi và mình bắt đầu đưa phần ủ vào, đưa cái phần ủ trắng này vào. Đó, là mình làm hết nguyên body nha. Hồi nãy á, Kim Anh ủ rồi nên là Kim Anh không có biết gì, Kim Anh ủ cho cả nhà mình coi, tại ủ nguyên body sợ Facebook nó cắt mất tiêu của tôi, tại nó kêu mình là chachi á, nên là thôi mình làm trên tay cho cả nhà mình coi ha. Rồi sau khi mà Kim Anh ủ lên như vậy à, thì cả nhà mình á, ví dụ như có cái màng bọc á thì mình quấn, thì như vậy thì nó rất là mất mất thời gian và mất mất công sức của mình. Thì bây giờ mình mua một cái áo mưa khoảng 10 ngàn thôi, áo mưa 5 ngàn 10 ngàn, cái loại áo mưa mỏng á, ở mình chùm áo mưa đi lông á, mình chùm hết cơ thể của mình lại để cho nó nóng, nó nóng và nó đưa cái tinh chất vào bên trong đó. Mình cứ ủ, mình cứ để vậy nè khoảng độ 15 20 phút, 20 phút để nó đưa cái tinh chất này vào trong cái da của mình và nó làm cho da của mình trắng da một cách an toàn tuyệt đối nha. Thì bộ ủ trắng này của bên Kim Anh á, là giá đúng của nó nha. Giá đúng của nó là cái oxygen không á, nếu mà ai không ủ trắng thì mình mua oxygen không giá là 550. Mua cái ủ trắng vitamin C này giá là 750, thì một bộ của nó là 1,3 triệu. Vì vậy cho nên các chị em mình mua một bộ 1,3 triệu như vậy thì sẽ được tặng một trong năm món. Thì bây giờ bạn Sương Queen đã trúng cái bộ này rồi, chúc mừng bạn nha, bạn đã like và share nha, chúc mừng bạn. Chương trình Laura Sunshine mình còn chương trình là mua 2 tặng 1 nữa đó chị. Đó, chương trình Laura Sunshine của chúng ta là mua 2 tặng 1. Ví dụ như mua 2 bộ ủ trắng sẽ được tặng 1 bộ ủ trắng, hoặc là được tặng một hộp viên uống trắng da ngừa nám Perfect Skin của Pháp nha. Của Laura Sunshine và của Pháp luôn. Và một cây son giá 350. Nhớ nha. Đó, tức là khi mà mình mua 2 bộ này sẽ được tặng 1 bộ chung với nó. Tức là bạn mua 2 sẽ được 1 bộ là 3 bộ đó. Rồi, hoặc là mua 2 bộ này sẽ được tặng là một viên uống trắng da ngừa nám của Pháp, hoặc là viên chung với lại một cây son giá 350 nữa. Quá trời mua tuyệt vời. 2 chai sữa tắm. Ngoài ra cả nhà mình mua 2 chai sữa tắm nhụy hoa nghệ Tây sẽ được tặng một chai sữa tắm nhụy hoa nghệ Tây. Mua 2 tẩy tế bào chết sẽ được tặng một tẩy tế bào chết. Quá trời đã luôn. 2 chai xịt chống nắng sẽ được tặng một xịt chống nắng. Nhớ nha, chương trình của chúng ta còn 2 ngày nữa hết rồi. Và thêm nữa là khi cả nhà mình mua 2 triệu, khi mà cả nhà mình mua đơn hàng từ 2 triệu trở lên, SOS gọi tên em xong thư, trời người ta đang nói quá trời nói. Khi mà cả nhà mình đối với lại chương trình mà cả nhà mình mua hóa đơn từ 2 triệu sẽ được tặng một cây son giá 350 luôn nha, một cây son giá 350, hoặc là mua hóa đơn từ 3 triệu trở lên sẽ được tặng một trong năm món như nãy Kim Anh nói đó. Mua hóa đơn từ 3 triệu trở lên sẽ được tặng một trong năm món này. Đây. Năm món này, thích món nào cũng được hết trơn á. Đây. Cái nào cũng được hết nha cả nhà, một trong năm món. Rồi, ok. Cả nhà ơi nhớ like và share ở cú pháp. Like và share nào, bây giờ ghi chữ tặng nữa cho cả nhà mình vui nha. Cú pháp là Laura xin xá số 1, cộng số điện thoại của mình nha cả nhà. Cái tay này của Kim Anh á là phải ủ áo mưa, nhưng mà Kim Anh không có áo mưa, Kim Anh không có ủ, cho nên Kim Anh để vậy luôn. Một lát nữa Kim Anh sẽ chùi ra cho cả nhà mình coi nha. Cái bộ đôi trắng da này nè, cái bộ đôi ủ trắng da này của Kim Anh rất là xịn sò luôn. Kim Anh đi quay suốt ngày đối diện với nắng nóng biết bao nhiêu, mà mỗi lần về cái Kim Anh ủ một cái là da của mình mịn lại và nó trắng rõ ràng luôn. Và cái này là bộ ủ trắng của bên Kim Anh, nó là an toàn tuyệt đối. Cho nên các chị em mình có thể ủ trắng một tuần 2 đến 3 lần càng tốt nha. Ủ càng nhiều thì cái da của mình nó càng trắng nha. Và trắng này nó trắng tăng tông. Tức là sau một lần ủ trắng của các bạn là nó đã tăng tông lên rồi. Nhưng mà để mà nó lâu dài và nó đẹp lên, nó trắng lên một cách tự nhiên thì các chị em mình phải thường xuyên nha.
phải sử dụng thường xuyên, chịu khó dùng kem anh, tại vì kem anh không có bỏ tẩy trong này, cho nên là không thể nào mà các chị em mình tắm một cái mà nó trắng tươi trắng nhách ra liền giống như ai đó cạo lông vậy. Không thể nào nha các chị em mình nha, cho nên là chịu khó. Rồi ok, nãy giờ kem anh chùi đi nha các chị em mình, phải phải có cái áo mưa á, thì mình tẩy nó sẽ, mình ủ trắng nó sẽ hiệu quả hơn. Mà tẩy này kem trên livestream nên kem anh nói nhanh á. Rồi hơn nữa là cả nhà mình ơi, mình còn thêm một cái chương trình nữa, đó là khi cả nhà mình mua một combo ủ nám á, mua một combo cải thiện nám ha, chuyên nám. Đây kem anh mới lao thôi nè. Lao thôi. Đó. Nè cái mình mới ủ chút xíu rồi đó. Nè chùi cái hồi nãy cái mình có bôi cái body trắng da, make up da cho nên là cái da của mình nó trắng lên. À, rồi ok. Đó. Cái mình ủ nè, cái mình ủ nè. Mà ủ cũng chưa có đạt hiệu quả đâu, tại vì ủ đúng của nó là 20 phút và phải ủ bằng áo mưa, tại vì nó phải thẩm thấu, nó có cái độ mà nó nóng để mà nó hút vào á. À, dạ em cảm ơn chị Văn Tý ạ. À cảm ơn. Dạ cả nhà mình muốn mua, tại vì bây giờ cái anh chỉ còn có 2 ngày nữa là hết chương trình rồi, cho nên cả nhà mình cố gắng ha, liên hệ đến các nhà phân phối gần nhất, hoặc là cả nhà mình liên hệ đến các cửa hàng của bên Laura Sunshine để mà mình mua liền bộ đôi ủ trắng này, tại vì bộ đôi ủ trắng này của bên Kim Anh nó đang đang tại vì còn có 2 ngày nữa thôi, cho nên là mọi người lấy hàng khá là nhiều, và hôm nay Kim Anh chia sẻ cho cả nhà mình đó là chỉ còn có 2 ngày nữa là hết chương trình khuyến mãi rồi. Đó, vì vậy cho nên tranh thủ nha, đáng lý là hết 8 tháng 3 là Kim Anh ngưng luôn rồi đó. Nhưng mà tại vì mọi người nói quá cho nên Kim Anh kéo thêm 2 ngày nữa, và bây giờ cả nhà mình tranh thủ nha, tranh thủ còn 2 ngày nữa thôi là Kim Anh ngưng lại luôn. Tại vì mỗi lần tặng như vậy là Kim Anh rất là lỗ luôn á. Tại Kim Anh muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có những cái vui á, cái giống như cái hoan hỷ trong lòng á, để mà mình động lực để mà mình đi 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 làm đẹp á cả nhà. Cho nên cả nhà mình tranh thủ nha, tại vì không phải lúc nào Laura Sunshine cũng 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 có những cái chương trình khuyến mãi như vậy đâu. Ok, cả nhà mình ghi giùm Kim Anh cú pháp nào Laura Sunshine số 1 và số điện thoại của các bạn. Bây giờ Kim Anh ghi chữ tặng luôn. Và nhớ giùm Kim Anh là phải like và share. Nếu không like và không share thì các bạn được tặng rất là phí nha. Chữ tặng Kim Anh ghi chứ không phải các bạn. Các bạn ghi giùm Kim Anh nè, cú pháp nè, Laura Sunshine số 1 và số điện thoại của các bạn. Tại có số điện thoại của các bạn thì Laura Sunshine, công ty của Kim Anh mới liên hệ với các bạn, biết địa chỉ của các bạn ở đâu để mà gửi quà xuống. Nhớ giùm Kim Anh nha. Ok, hai có chương trình nào tặng bé Kim Anh không? Dạ không nha Khánh Vân. Ha, bớt bớt ha. Chương trình tặng tôi hả? Cả nhà ơi nhớ like và share ở chế độ công khai giúp em nha, để em kiểm tra không thấy là uổng lắm nha. Ok, bây giờ cả nhà mình ơi, bây giờ chúng ta còn thêm một chương trình nữa, đó là khi cả nhà mình mua một cái drop tờ nám của Hàn Quốc. Nó là một cái dạng đầu bi ion tĩnh điện, nó bôi vào cái vùng nám và nó có cái đầu bi lăng như thế này. Thì khi mà cái đầu bi lăng đến đâu ha, thì cái vùng nám của mình nó sẽ châm chích và nó đưa tinh chất vào vào bên trong cái vùng nám của mình á. À, thì cái vùng nám đó nó sẽ bong tróc ra và nó từ từ nó mất ha, nó lợt 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 từ từ, và phải xuyên xài dùng Kim Anh. Bộ này giá này giá của nó là 1 triệu 950. Khi mà cả nhà mình mua một combo nám, tức là khi mua một hộp nám của Hàn Quốc, Doctor, dòng Doctor nha, và một viên uống Perfect Skin của Pháp, đây là một combo, một bộ của nó, thì các chị em mình sẽ được tặng, à rồi, sẽ được tặng thêm một hộp viên uống của Pháp luôn, viên uống trắng da ngừa nám của Pháp luôn. Đó, tức là khi mà cả nhà mình mua một bộ như thế này sẽ được tặng một hộp viên uống trắng da ngừa nám luôn ha. Giá của viên uống trắng da ngừa nám này là 900 chín trăm rưỡi nha các chị em mình. À, 950, cho nên cả nhà mình tranh thủ nha. Ví dụ như cả nhà mình mua một mà hộp viên uống trắng da ngừa nám và một đầu bi ion tĩnh điện, tại vì một hộp như thế này á, cả nhà mình có thêm một cái phần tặng thêm nè, cái lõi tặng thêm nữa nè. Đó, 20 gram, một cái chai bi ion lăng tĩnh điện này á là 1 triệu ở một mà 1 triệu 950. Thì khi đó 20 gram cả nhà mình được tặng thêm cái lõi 20 gram nữa, giống như được mua một mà được hai vậy đó. Và sau đó thì cả nhà mình mua một combo như thế này, viên uống trắng da ngừa nám nữa, cả nhà mình cũng sẽ được tặng thêm một viên uống trắng da ngừa nám trị giá là 900 50 ngàn. 950 nha. Nha các chị em mình nha. Đó. Hoặc là combo chuyên nám của Pháp. Tức là đây là nguyên nguyên bộ của nó nè,
Đó là một combo chuyên nám của Pháp gồm có serum melasserum, nó là chuyên về, nó được chiết xuất từ thông đỏ và nó có một cái hoạt chất ha, chống lão hóa và nó đẩy nhanh đi cái nám của các chị em mình, và nó là của Pháp. Cái thằng chuyên nám này á thì là khi mà cả nhà mình sử dụng á, nó cũng khá là mạnh để nó đẩy nám đi cho các chị em mình. Vì vậy cho nên các chị em mình mua một cái serum này là nó là 50 ml. 50 ml nhiều lắm nha cả nhà, 50 ml, giá của nó là 1,8 triệu. À 1,8 triệu, và viên uống trắng da ngừa nám Perfect Skin ha, viên uống trắng da nha. Viên uống trắng da ngừa nám Perfect Skin cũng được chiết xuất từ hoạt chất pinogenol luôn. Nó là một hoạt chất quý hiếm ở cây thông đỏ của Pháp và vùng miền cũng như thổ nhưỡng của Pháp mới có cái loại thông đỏ này. À, nó mới trồng được cái loại thông đỏ này. Và cái loại thông đỏ này nó duy nhất là được được các chuyên gia hàng đầu của Pháp họ nghiên cứu và sản xuất ra cái bộ chuyên nám của Laura Sunshine ha, gồm có serum chuyên nám và viên uống Perfect Skin trắng da ngừa nám. Một bộ này giá của nó là 1,8 triệu với 900 rưỡi, là 2,750 triệu. Một bộ 2,750 triệu, thì khi cả nhà mình mua một bộ 2,750 triệu, cả nhà mình cũng sẽ được tặng một hộp viên uống ngừa trắng da ngừa nám giá là 950 triệu luôn nha cả nhà nha. Ok rồi, bây giờ chữ tặng nằm trên đầu comment của ai nào, ghi chữ tặng nào cho chị nào. Dạ, chữ tặng nằm trên đầu comment của bạn. Của bạn nào? Của bạn, rất nhiều bạn. Đang nhanh bạn. Rồi, chữ tặng. Cả nhà mình nhớ like và share nha, chứ để lỡ mà mình trúng cái tự nhiên cái mình không được nhận thì uổng lắm. Bạn Huỳnh Star. Huỳnh Star, kiểm tra coi Huỳnh Star đã like và share chưa. Huỳnh Sa ơi, cái bộ trắng da ngừa nám trị giá là 1,3 triệu này. Bộ ủ trắng này nó là trị giá 1,3 triệu nè ha. Và nó tới 200 ml mỗi chai. Giờ chai này 200 ml, chai này 200 ml, ủ trắng khá là tuyệt vời. Và nó giúp cho các chị em mình luôn luôn có một làn da trắng mịn. Và nhớ là những cái sản phẩm của Laura Sunshine rất là an toàn. An toàn tuyệt đối luôn, không tẩy rửa. Và đặc biệt là khi cả nhà mình ủ xong á, cái da mình, cái lông của mình nó vẫn đen, vẫn bình thường, chứ nó không có tẩy. Cho nên là không có giống như sản phẩm ngoài một chỗ khác ha, là nó khi mà mình ủ xong cái nó tẩy luôn cả cái lông mình, trắng như lông vượn. Lông con vượn trắng gì ghê lắm. Chị còn có chương trình là mua 3 hộp viên uống trắng da đó, được tặng một. À vậy chương trình của chúng ta còn có mua 3 hộp viên uống trắng da ngừa nám, chúng ta còn được tặng thêm một viên uống trắng da ngừa nám nữa. Tức là mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1 nha cả nhà nha. Rồi, bạn đã like và share chưa? Huỳnh Star ơi, bạn đã like và share và chúc mừng bạn đã nhận được một bộ đôi viên uống trắng da. Ủa? Một bộ đôi ủ trắng này nha, của được sản xuất tại Hàn Quốc nha cả nhà. Ok, vậy là hai bộ rồi đúng không ạ? Bây giờ Kim Anh sẽ tặng thêm một bộ nữa nha. Bữa trước á Kim Anh hứa tặng 5 bộ, nhưng mà bữa đó bận quá cho nên chỉ còn tặng được có 3 bộ. Bây giờ sẽ tặng thêm 3 bộ nữa là 6 bộ luôn đó. Cả nhà mình biết em tặng 6 bộ vậy em tốn tiền lắm á. Nhưng mà cả nhà mình nhớ like và share cho Kim Anh nha. Ok, bây giờ chữ tặng nằm trên đầu comment của ai nào. Cả nhà ơi, cả nhà nhanh tay like và share theo cú pháp là Laura Sunshine số 1 đi nè. Rồi, bây chữ giờ tặng. Chữ tặng nằm trên đầu comment của ai? Chữ tặng nằm trên đầu comment của bạn. Hồng chị... Dung. Chị gái ơi, da chị hơi bị mịn. Trời ơi, dĩ nhiên rồi. Kim Anh lúc nào cũng chăm sóc bản thân mình hết. Tại vì cả nhà mình biết sao không? Bản thân mình đó, mình trẻ hay không, hay là mình đẹp hay không, là do bản thân mình chăm sóc thôi, không ai chăm sóc cho mình được đâu. Và cũng giống như cơ thể của chúng ta cũng vậy, ngoài cái việc ăn uống bồi bổ cho cơ thể ra thì chúng ta còn phải chăm sóc cái làn da bên ngoài nữa ha. Sức khỏe là quan trọng. Vì vậy cho nên lúc nào tất cả những dòng sản phẩm của Laura Sunshine cũng đều đưa cái chữ an toàn, sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu hết trơn á. Cho nên là tại sao cái bộ trắng da này, thay vì Kim Anh bỏ chút xíu hóa chất vô xong rồi á hả, Kim Anh cho các bạn ủ một chút. Cái này là bộ này 600 mà sao em rưỡi nè. Ở đâu? Khi mà cả nhà mình mua cả nhà mình biết không, khi mà mình ủ trắng mình bỏ chút xíu tẩy vô cũng được vậy, cái da của mình nó sẽ nó cái da của mình nó sẽ trắng nhanh trắng liền. Nhưng mà như vậy thì rất là hại. Và về lâu về dài á, về sau này, tức là các chị em mình nhớ dùm cái banh là về già đó, lúc mà da mình lão hóa và không còn collagen nữa đó, thì lúc đó mới thấy gớm.
Chứ còn bây giờ hả, các chị em mình có cứ cứ nghĩ là ồ thôi cái da body á thì mình chỉ chăm sóc cái mặt thôi, còn cái body kệ nó, mình mua mấy cái đồ tẩy một chút xíu mình tắm cho cái da mình trắng lên trước đã, tính sao tính. Sai lầm, cái đó là sai tuyệt đối nha cả nhà nha. Nếu vậy thì em nói thiệt là em không có cần phải nghiên cứu làm chi cho nó mệt ha, em không cần nhờ các chuyên gia hàng đầu bỏ tiền ra thuê các đại ca về nghiên cứu làm chi cho nó mệt. À, mình cứ bỏ tẩy vô rồi đưa ra là xong mà ăn liền. Nhưng mà rất tiếc là cái mình không làm điều đó được, tại vì về lâu về dài hơn ai hết mình đã từng đi học, mình biết về cái quá trình da và quá trình lão hóa như thế nào, thì mình biết về lâu về dài cái tổn hại của cái da của mình đó, nó như thế nào, cho nên cái mình không muốn làm điều đó. À, điều cộng thêm điều nữa là khi mà mình làm như vậy á, mình kiếm được tiền trên khách hàng một cách là nó bị vô đạo đức á, cho nên Kim Anh không làm nha. Cho nên chia sẻ với cả nhà mình luôn, bộ trắng này của Kim Anh nó là trắng tăng tông liền ngay lúc mà các chị em mình vừa ủ xong, nó đưa tinh chất vào và các chị em mình sẽ thấy tăng tông liền. Còn muốn về trắng và đẹp và sau này thì các chị em mình chịu khó cho Kim Anh phải ủ hết một bộ này cho Kim Anh, tức là một tuần các chị em mình ủ 3 lần, chịu khó dùm Kim Anh nha. Và hơn nữa là các chị em mình khi mà ủ chịu khó là lâu dài một chút xíu để cho cái da mình nó trắng từ 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 lên, tại khi không có hóa chất thì mọi thứ nó đều phải từ từ nuôi dưỡng, chứ không thể nào đùng cái là nó trắng liền được, chị, trừ khi đó là hóa chất và nó tẩy cái đen da của mình cho mình nhìn thấy nó trắng liền á. Đó là có tẩy nha các chị em mình nha. Rồi, chờ thêm nữa là cả nhà mình chia sẻ cái livestream này đi. Bây giờ cái mình tặng bộ nữa nè. Tặng bộ nữa, và hôm nay live mục đích của cái mình đó là cái mình chia sẻ với cả nhà mình là đó là còn có 2 ngày nữa là hết rồi. Hết chương trình khuyến mãi, siêu khuyến mãi này rồi nha. Cái mình nhắc lại khi cả nhà mình mua một bộ này ha, một bộ ủ trắng của Hàn Quốc gồm có oxygen và ủ trắng da ha, đây là một bộ ủ trắng da body ha, và nó giúp cho cái da của mình trắng lên trông thấy, một tuần mình ủ 2 đến 3 lần. Và sau khi mua một bộ này cả nhà mình sẽ được tặng một trong 5 món gồm có xịt chống nắng ha trị giá giá 600 trăm ngàn, hoặc là whitening body trị giá là 600 rưỡi, nó giúp make up da cho các chị em mình nha. Rồi sữa tắm, sữa tắm nhụy hoa nghệ tây nó tới 200 ml, tắm cũng rất là lâu và nó được chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây, nó giúp trắng da mịn da và thơm nữa nha. Và thêm nữa là sẽ được tặng 2 cây son giá 350 đó. Rồi một cái sữa, một cái tẩy tế bào chết body, cái tẩy tế bào chết body cũng quan trọng không kém, giá 550 nha. Và khi mà mình tẩy tế bào chết đó, thì cái những đưa đi những cái da mà da chết đi rồi, thì khi các chị em mình sử dụng cái kem body trắng da, cái kem body này nè, trắng da nè, dưỡng da nè, dưỡng thể cho cơ thể mình đó, thì nó giữ ẩm nè và cái da của mình lúc nào nó cũng mịn trân hết á, đã lắm đó. Và nó hấp thụ nhanh hơn ha, nên cả nhà mình sẽ được tặng một trong 5 món này, hoặc là các chị em mình mua hai bộ ủ trắng sẽ được tặng một bộ ủ trắng, tức là được 3 bộ đó, mua 2 được được một đó đó, mua một bộ 1,3 triệu ha, mua 2 bộ 2,6 triệu thì sẽ được tặng một bộ 1,3 triệu, hoặc là mua 2 bộ này cả nhà mình sẽ được tặng một viên uống trắng da ngừa nám của Pháp và một cây son giá 350 đó. Hoặc là cả nhà mình mua một đơn hàng ha, hoặc là cả nhà mình mua một đơn hàng giá 2 triệu, từ 2 triệu trở lên, thì cả nhà mình cũng sẽ được tặng một cây son giá 350 đó, hoặc là từ 3 triệu trở lên thì các chị em mình cũng sẽ được tặng một trong 5 món lúc nãy Kim Anh nói ha. Và cả đặc biệt hơn nữa là khi cả nhà mình hiện bây giờ đang có chương trình chỉ còn 2 ngày nữa hết rồi, là mua một hay mua hai xịt chống nắng sẽ được tặng một xịt chống nắng nha. Mua 2 sữa tắm nhụy hoa nghệ tây sẽ được tặng 1 sữa tắm nhụy hoa nghệ tây. Mua 2 chai tẩy da chết á, thì cả nhà mình cũng sẽ được tặng 1 chai tẩy body da chết, tẩy da chết body ha. Ok cả nhà mình, rồi chữ tặng nằm trên đầu comment của ai vậy? Hoặc là cả nhà mình mua 1 chai trắng da, tức là make up da cho mình đi tiệc, mua 2 chai make up da ha, whitening body ha, thì giúp cho cái da của mình trắng lên á, make up thôi nha, nó là make up nhưng mà đồng thời nó dưỡng da luôn, giá 650, mà mua 2 chai sẽ được tặng thêm 1 chai nữa, quá trời đã luôn. Và chương trình của chúng ta chỉ kéo dài 2 ngày nữa là hết rồi, cho nên cả nhà mình tranh thủ nha.
Rồi ok, ghi chữ tặng nào. Chữ tặng nằm trên đầu comment của bạn Thanh Thảo. Cả nhà mình ơi, cú pháp của chúng ta đúng là Laura Sunshine số 1. Có chữ số 1 nữa và số điện thoại của các bạn nào. Rồi. Chữ tặng nằm trên đầu comment của bạn Thanh Thảo ấy, chị. Rồi, của chữ tặng của Kim Anh ghi nó nằm trên đầu comment của bạn Thanh Thảo. Kiểm tra coi Thanh Thảo đã like và share chưa. Chương trình của mình là tới ngày 10 tháng 3 là hết rồi đó. Ừ, 10 tháng 3. Còn hôm nay với ngày mai nữa thôi cả nhà ơi, mình nhanh tay nha. Đó, chương trình của chúng ta chỉ còn có ngày hôm nay và ngày mai nữa là hết rồi, 10 tháng 3 là hết rồi. Cho nên cả nhà mình nhanh tay liên hệ liền tất cả các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên hoặc là các nhà cả nhà mình ra cửa hàng, mình cứ thấy cái nào mình hốt cái đó đi tại vì hết rồi nha. Hết chương trình luôn rồi cả nhà mình ơi. Rồi ok, kiểm tra. Bạn đã like và share chưa? Dạ rồi chị. Bạn Thảo hả? Bạn cái gì Thảo Thanh vậy? Thảo. Bạn Thanh Thảo đã like và share rồi nha. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn đã nhận được bộ đôi ủ trắng da nha. Đây, bộ đôi này của Hàn Quốc, sản xuất tại Hàn Quốc. Giá một bộ đôi này nó là 1.3 triệu. Chai oxygen 550 và chai ủ trắng vitamin C, giá của nó là 750. Cho nên cả nhà mình nhanh tay nha. Chúc mừng bạn nha. Như vậy thì một lần nữa Kim Anh cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi livestream này. Và hồi nãy Kim Anh chia sẻ, tại chưa chia sẻ hết cái abu này. Hồi nãy có người hỏi Kim Anh là bao nhiêu tiền. Thì cái abu này, giá của nó là 750. Giá của cái chai abu này nè. Không, abu này là sao? Giá cái chai abu này nó 80ml lận nha cả nhà. Nó 80ml xài rất là lâu. Hả? 850. 80ml nha. 80ml mà 850. Đây là cái host oil, nó dạng abu, tinh chất đậm đặc, nó đưa tinh chất vào da của mình. Và da của mình lúc nào nó cũng mịn gì nè. Nó nuôi dưỡng cái collagen. Và thứ hai nữa là cái host oil cream để khóa lại và nó nuôi dưỡng cái làn da của chúng ta luôn. Giá là 750 nha. 750, 850 và cái này thì nó nhiều hơn nữa. Nó cũng là nó 70g. 70g. Trời ơi. 70 gram khá là nhiều, Kim Anh mới đập hộp chai mới nè. Chứ còn bộ này Kim Anh xài hết rồi nè, thấy không? Đó. Nè, hết trơn rồi nè. Đó. Ok cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Như Kim Anh đã hứa là Kim Anh tặng quà cho các bạn là Kim Anh sẽ tặng mà. Cho nên cả nhà mình, những ai mà thấy livestream của Kim Anh thì tranh thủ mình like và share để biết đâu được cái người mình nhận quà là mình, đúng không? Rồi ok, cảm ơn và bye bye cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình vui vẻ và nhớ dùm Kim Anh nha. Chỉ còn có 2 ngày nữa là hết rồi. Ngày mai, hôm nay và ngày mai nữa là hết rồi. Tới ngày 10 tháng 3 là hết chương trình khuyến mãi rồi nha. Ok, bye bye cả nhà. Bye bye.